Quang Đậu xin chào các bạn. Quang Đậu đang ở trên trục lộ đường Điện Hội với các bạn. Đây là cái cơ sở một nhà xe Trung Nga. Hôm nay mình đi mua đồ ăn cho thú cưng của mình. Thì trên trục lộ này mình quan sát xem thử cái ngày 5 tháng 4 này tình hình của đường Điện Hội này ra sao. Đó, thì mình thấy các hàng quán thì nói chung là không có buôn bán giống như hồi trước, chưa có corona. Đó, rất là lưa thưa. Tại vì chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ra ban hành thì nói chung là người dân chúng ta cũng chấp hành. Đây là những cái dãy ghế ngồi của nhà xe Trung Nga đó các bạn, hồi trước rồi rất đông lắm. Bây giờ là vắng vẻ rồi. Nói chung là nhà xe Trung Nga từ ngày giờ là vẫn chấp hành cái ban hành chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ. Cơ sở này vẫn đóng cửa đó các bạn. Cơ sở đây là cơ sở 1, hồi trước là chưa có cơ sở 2, là cơ sở 1 này là chủ yếu. Đó các bạn thấy là coi như là nhà xe Trung Nga là cô Nga đã niêm yết, niêm yết cái tờ giấy này. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 nên công ty Trung Nga sẽ tạm dừng hoạt động đến ngày 15 tháng 4. Đây là nhà bố mẹ của cô Trung Nga đây các bạn, nằm ở trên cái đường Từ Nguyên Tư. Đây là cái quầy cháo mà bán cho các em nhỏ thì người ta cũng vẫn mua để đem về đây các bạn. Nhà rất đẹp. Cái này cô Trung Nga xây cho bố mẹ ở đây à, các bạn. Ở cái bên là nhà em của cô Trung Nga. Quang Đậu đang đứng trên trục lộ của Mỹ Hội, chỗ chợ đầu mình đây các bạn, chợ đầu Phan Thiết nha. Chợ này có đặc điểm là hay bán hàng rong ở dọc theo đường nữa các bạn. Chợ này sinh hoạt vẫn bình thường thôi. Bữa nay là ngày 15 tháng 4 rồi. Cái này bán gì đây? Dạ. Cái này bán bánh gì đấy? Bánh cuốn nóng hả? Dạ. Bánh cuốn nóng mang về phải không? Dạ. Bán bao nhiêu một hộp em? 15.000 à. Phải, nãy biết ghé mua đồ ăn đây rồi. Đấy, em bán lâu chưa? Bữa giờ là ăn xong cách chợ rồi, bữa nay bán hay là bán lâu rồi? 8 năm nay rồi. Bán 8 năm nay vẫn bán trên trục lộ này ha. Dạ. Bữa giờ corona em vẫn bán ha. Cảm ơn em nha. Cái khu khám của nhà bác sĩ Dung trên trục lộ của đường Nguyễn Hội đó các bạn, vẫn đóng cửa.
Ủa chị ơi, chị bán bắp rồi bán bầu bán bí là ở trên quê đem xuống hả chị? À, mấy giờ chị mới xuống đây? Có 4 giờ mấy xuống. À, 4 giờ mấy ha. Từ ngày giờ là dịch chị cũng vẫn bán bình thường ha. À, mới bán về rồi hôm nay chị mới bán hả chị? À, rồi. Này, lá dứa này các bạn, lá dứa này mà hấp mít đúc, món mít đúc là rất ngon. Chị này chị bán đồ ăn còn là bồi bổ sức khỏe không ạ, mát cho sức khỏe, nha đam đây nữa nè, bắp tươi, rồi có cả bơ nữa, bơ này bơ Đà Lạt hả chị? Bơ Ban Mê, bơ này bơ dẻo, bơ sáp hả chị? Bơ ba tư. À vậy ha, bơ này như mình thấy cái trái dài nó lạ, hồi trước mình nói là lạ cái trái nó màu lớn. Mà nó sát rồi khi nào rồi mình ghé lại hàng mình mua giùm cho chị nha, rồi quảng cáo giùm cho chị cho. Đây là cái nhà thuốc của Minh Thông này. Rồi nói chung là sự sinh hoạt của cái đường Mỹ Hội này ngày 15 thì vẫn bình thường đó các bạn. Ở đồn là vẫn sinh hoạt bình thường đó. Các cái gian hàng mà hồi chưa có corona thì vẫn bán bình thường, và hôm nay thì nói chung là chợ thì phải bán thôi, tại vì nếu mà người ta cần cái dừa uống mà không có dừa uống thì sao được đó. Cái chuyện này chuyện bình thường đó. Các bạn thấy hàng dừa vẫn bán là xanh tươi, dừa này dừa xin đó các bạn, dừa xin này trái rất ngọt. Để tôi ghi lại hình ảnh này cho các bạn ở bên đó các bạn thấy đó. Bạn nào mà ở đường Nguyễn Hội nha, ở Tây Đức như bạn Xuân nè, bạn sẽ thấy là trên đường Nguyễn Hội này của nhà bạn đó, vẫn sinh hoạt bình thường. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 thì nói chung là cái sự giãn cách của xã hội thì nói chung là có nới ra. Ở đây là nhà thuốc Minh Thông là tương đối hơi lớn một tí. Thôi mình xin chào các bạn nha. Các bạn nào mà ở trên đường Nguyễn Hội như bạn Xuân ở bên Tây Đức thì các bạn sẽ thấy được cái sinh hoạt. Nhà bạn tôi quên rồi, nhà bạn bán chỗ nào tôi quên mất rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ chợ đồn Nguyễn Hội này để cho bạn thấy cái sự sinh hoạt của gần nhà bạn như thế nào thôi. Rồi, xin chào bạn nha.